cái ống đó. Nhà con hay cái đây xong bắt đầu chị xả hai lần, mỗi lần 3 năm tiêm, lần sau là hạch đó lên chỗ cũ. Tức là cái hồi trước là bị ung thư hạch đó hả? Cái hạch này họ nó ung thư. Gọi là ung thư hạch phát, là có nghĩa là nó tự nó phát lên chỗ này đấy. Ờ, mà chỗ nó dính cái ống thở hay không, dính cái này đã. À. Đầu tiên chỗ này nó bắt đầu mổ rồi chị xạ 3 năm tiêm. À. Rồi không được 1 năm nó lại lên vô chỗ. Ờ. Nó giật vào như cái ngón tay này. Ờ. Họ mổ, họ lại chị xạ 3 mấy tiêm. Ừ. Xong bắt đầu chưa được 1 năm. Ừ. Qua 2 năm 3 lần ạ, 2 năm 3 lần bỏ xuống vai này, xong là con kiểu ngứa gãi với những chỗ không đã nành hết vết thương rồi, rồi xong rồi nó còn bị ngược cái mạch máu, nó bể mạch máu, nó mất cái mít máu, người ta thuốc thang vào, người ta khâu tạng, nó không có nành. Ừ. Ừ. Sau là hàng tháng sau nó là người ta mổ, người ta là cứ kháng sinh hút thì bắt đầu người ta lấy cái miếng da thì người ta đắp lên là lần thứ năm, xong bắt đầu đắp cái miếng này này đây, này. Đó miếng đấy, đây đây rồi. Đâu cái chuyện coi này, cái chỗ mở rồi tôi coi à, nó gắn vậy á. À. Rồi cái chỗ cái cổ này, nó phồng phồng lên vậy. Đấy, đắp thì họ đẩy được cho hơn những cái chỗ khác, đẩy lấy cái miếng ở cái ngực đập đắp lên. Rồi cái chỗ này nó phồng luôn vậy hay sao? Rồi cái nó mổ dài xuống ra lấy hết à? Lấy hẳn cái miếng này chính là bú ở chỗ này, còn lấy mất miếng thì thọc kéo đến đây, đây ông thầy nọ bú tận đây đúng không? Còn lấy mất cái miếng này thọc kéo tận đến đây này. Rồi. Rồi họ đắp lên đó. Thầy nọ mà to. Nó bự, lấy cái thịt nó đắp lên đó. Vậy xong rồi mổ cái này này được có trên tháng thầy ạ, thì xẹp cái đường thẩm là do chi xả. À. Nó chẹt lại cái đường thẩm này, nó chẹt lại này, phải mổ cấp cứu lại cái này. Thì được 13-14 tháng rồi. Cái bây giờ thở bằng cái lỗ đó. Dạ. Thở bằng đường chiếc ra. Từ ngày mổ giờ thì không. Rồi, rồi cái lỗ mũi mình nó có nửa mình nó có phục hồi lại nó thở bằng lỗ mũi không? Bác sĩ đang là muốn mình tập để cho từ từ nó phục hồi lại. Bịt cái lỗ này để thở lên. Tôi tính là tôi cho ông thở trên, không cho ông thở bằng cái đó. Vâng. Thầy mà dạy mà cho được thở tự nhiên nó thở trên là thầy ổng thấy hít được cái trên này thì ổng bít đây thử được là ổng lào gỡ ra được. Vâng. Lúc mà tập được là anh lấy tay bít là anh thấy vô được là ngon là báo bác sĩ thở ra. Đấy, bác sĩ cũng tôi sẽ tạo cái đường thở từ dưới nó đẩy lên nó thông. Dạ. Nó ở đây nó có cái hơi nó thông lên đây là bắt đầu ổng hít vô mà thấy có hai cái đường hơi vô là ông có thể anh bịt này thử anh thấy thở được làm kêu bác sĩ mở anh đấy, trong vòng 3 tháng bác sĩ cũng nói vậy. Xong bắt đầu tôi sẽ dự kiến tôi làm cho anh hết rút thay ống khác ạ. Nên là thời gian này bác đang sắp rút thay ống khác thôi chứ không có rút ra được. Bởi vì trước đây thì ống nó xẹp và bác sĩ đặt nếu mà nữa mà ông thở mũi được thì nó bít chỗ đó được luôn, nó may thẳng luôn lại. Thì bác sĩ đang là dạy là bịt cái lỗ này. Thì nữa tôi chỉ ông thở rồi là khi mà ông thở được ông thử lâu lâu ông bịt ông thấy thở được thì ông cứ một rồi thở nữa rồi ông lấy băng keo ông dán mẹ luôn là kêu bác sĩ thở ra đi tôi thở thêm được rồi là dục là bình thường lại. Là dạy vậy nhé, bác sĩ tập đi cho bịt thế rồi thở mũi chắc cứ dần dần tập. Tôi thì tại chỉ với ông là tự nhiên nó có cái hơi thông lên là nó xì cái nước rồi đó. Nước tại vì cái môn này là bắt buộc cái xì hết cái chất nhớt trong phổi ra ngoài. Cái nhớt nhớt trong cái chỗ lỗ mũi xì ra ngoài là thông cái lỗ mũi. Cái đó mình nếu mình nói mình không có khoe ra hết thì cũng thực tế cứ tập thử thời gian trả lời. Vậy đó. Đây cái chuyển khoản là chuyển vào đây nha, cái số tài khoản là chuyển tiền vào đó. Còn cái ngày tháng sinh của bố ghi để ta coi cái góc bệnh. Ngày tháng năm sinh của bố này bao nhiêu bố? Sinh năm 63. 63, chính xác luôn hả? 1963. Ừ, 963. Còn ngày tháng năm sinh thì hết rồi. Quên hết cũng được nhưng mà cũng gần trúng để tôi coi lại cái góc bệnh không để tôi chữa cái góc. 63. Tôi 70. 71 tuổi rồi. Ok. Thầy chẳng có bị. Để cái môn này là mình mà không khỏe làm sao người ta tin mình được. Mình phải khỏe như lưu cái hình chụp phải. 63 là thua tôi hết 10 tuổi. Tôi 53 anh xấu mà
tôi hít đất bằng hai ngón tay 50 cái, hít bằng hai ngón tay. Chả, lên lầu tôi đi bộ, không giờ tôi đi thang máy, hỏi mấy người tụi dưới là tôi đi bộ dưới đây không, không giờ tôi đi thang máy. Tụi nó ớn, đi thang máy, ủa báo bác đi đâu đó, tôi đi bộ lên cả chung cư nãy sợ tôi chết trong thang máy, hai bố chạy vậy đó không sao mà cứ để đó tôi đi. Ừ. Muốn chuyển lắm thì cho cái mã wifi đem chuyển luôn cũng được. Rồi nhà con nó cứ bảo là xin xuống thầy á, học đi để chăm thầy dạy cho nhiều khi nó sức khỏe nó tăng lên đi. Nó tốt. Ừ. 1963 để tôi coi sơ cho bác nè. Bố có nhớ này âm này bao nhiêu không? Cho từ từ nhớ sau để tôi coi trước. 72 4. Tháng 10 á. 8 tháng 8 á, 14 tháng 8 á, 14 tháng 8 á, 14 tháng 8 á, 14 nhưng mà không âm á, âm được tiếng Anh, tiếng Anh. Rắc khỏi cái gì em đi, cứ sáng cái gì sinh không do đó. Nhưng mà chẳng biết đúng không, chẳng biết các cụ, chẳng biết không biết. Không, đúng rồi, không biết, không biết người đâu ai biết. Ui, mèo. Đây, mấy ở bên đây, nhưng mà, nhưng bây giờ là quý mèo, tuổi quý mẹ, tuổi con mèo. Ai không ấy là cứ lấy tầm 1 tháng 1 cái thấy. Nhưng quý mà không biết cái gốc này rồi thì cứ lấy 1 tháng 1 đấy. Quý mèo năm 8 tháng 4 đâu mà 6 lấy 8 tháng 4 đâu thì chắc có vô 1 tháng 1 tháng 1. Ừ, tại gốc ạ. Thầy con cung bơi mạng cho nên là ừ. Cho nên là phải ngày âm 8 tháng 4 nè, có ngày sinh tháng đẻ hết thì 8 tháng 4 nè. Đi theo tay 8 tháng 4 1963 được rồi, cái số này anh được rồi. Âm hả, ngày này âm hả, ngày 8 tháng 4 là âm. Âm hả, rồi được rồi, để nó phải coi tuổi con mèo. Bây giờ cái gốc bệnh á là cái phổi bị bệnh, từ trẻ giờ cái phổi nó hành anh tất cả cái bệnh hồi trẻ giờ lâu lâu cái phổi nó gây ra. Cái nhất là phổi, nhì là thận, ba là bao tử, hai cái bệnh cũng có trong người luôn. Tức là họ từ trẻ tới giờ là cái mấy thằng kia nó cũng ảnh hưởng, cái thận anh cũng hơi yếu nè. Thận là dính tới bọng đá đi tiểu đêm rồi, thận hay đau lưng nè, bao tử là ăn không tiêu, ăn không có ngon nè, phổi. Rồi cái gốc của cái chỗ này là do cái phổi gây ra chứ không phải nó. Bây giờ cái phổi mạnh là hết liền. Đó là bởi vì nó không cho anh thở được. Anh mới khai thở để cái anh mới tồn tại. Bây giờ nếu mà tập thành công á, thì thứ nhất những cái mà anh phải phòng nó đừng bao giờ để lạnh ngực hết. Cái ngực á, đừng để lạnh ngực, giữ ấm nha, là nguyên tắc thứ nhất. Cái thứ hai là cái thận là nên nghe nhạc nhẹ buổi chiều, chứ không được căng thẳng buổi chiều. Căng thẳng gia đình mà tạo ổng căng là bệnh là khó chịu. Cái chiều phải mở cái gì nghe thoải mái chút. Không được coi tất cả những phim ảnh hay là những cái tin tức gì trên tivi mà căng thẳng là không được, ông này cấm. À, khi ông bệnh không được coi cái đó. Nó căng thẳng lên là thế nào là tự nhiên nó khó chịu trong người mà ông không hiểu tại sao cái đó là cái gốc nó gây ra. Cái buổi sáng thường thường ông sẽ dậy trước 5 giờ khó chịu, ông dậy khoảng 5 giờ ông dậy rồi, 3 tới 5 giờ ông ngồi, ông lùm cồm rồi. Trong người ông sẽ thấy vậy. Bao tử của ông là sáng ông ăn sáng không đúng giờ, hồi trẻ ông cũng vậy, sáng không ăn tùm lum tùm la, sáng không đúng giờ, cái tật nó thành đã sanh cái bệnh bây giờ. Cái thứ hai là ông siêng công việc quá mới gây ra cái bệnh ông, tại ông quá siêng cái gì thương con thương vợ thương cái là làm công việc tận cùng để lấy kiếm tiền nuôi cho nó, rất cần sức khỏe, cái đó là cái gốc ban đầu của ông này mà ông gây ra hậu quả bây giờ. Là hồi mà ông khó khăn này, ông cày, tức là ông làm việc tới lúc nữa. Mất làm cho bằng được không thèm giữ, tức là ăn uống kệ mẹ nó, miễn sao làm xong công việc, tức là cái công việc người ta giao mình kiếm được 10 triệu tao làm cho được 10 triệu, còn kệ mẹ cơ thể tao làm. Cái tánh ổng vậy, tức là ông này là có cái tánh là công việc gì giao là ông làm tốt liền, kệ mẹ cái thân xác tao đó. Cái tánh ông thứ nhất, cái tánh của ổng. Cái thứ hai của ổng là uy tín lắm, hứa ai là không có xù nha. Tánh ổng á, ví dụ vợ con mà tao hứa tao giúp mày gì là tới cùng dù tao chết tao cũng phải làm. Cái tánh ổng là ổng có tánh, giữ cái tánh là uy tín nè.
thứ hai là làm tròn nhiệm vụ, thứ ba ông tính rất kỹ mọi thứ, đừng có tưởng ông không có tính toán đâu. Ông nội á ông tính kỹ lắm, hỏi coi tiền bệnh tiền gì là ông tính sát sao lắm đó. Tánh ông là kỹ đó, ông tánh rất kỹ, từ đứa đứa nào trong gia đình là ông tánh ông vậy, coi lại đi chắc chắn ông tánh ông vậy, bởi vì cái tánh kỹ mới thành bệnh thành lo. Đúng không? Em dụ giờ trong túi 6 triệu mà mẹ đóng tiền mà 6 triệu mà tiền đâu tao sống, thì ông lo liền á. Thành ra cái bệnh hoạn của ông là ai lo cho ông được, mà ông lo là không được thì ông sẽ lo thêm thành bệnh. Thành ra đừng để những cái lo lắng này ảnh hưởng cả ông. Đây cái tánh ông vậy, ông biết ông sẽ lo, mà lo thì cái bệnh không được. Cái người mà muốn hết bệnh là cái tinh thần sảng khoái thì mới hết bệnh được, còn cái tinh thần mà nó cứ lo này lo kia là không có được. Thành ra bây giờ cái bệnh ổng, bây giờ cái lo nhất là ổng, cái bệnh ổng là bệnh ung thư, ổng sẽ lo nhất là sợ nó tiến tới luôn của tao. Thì bây giờ mình phải có phương pháp là không cho nó di căn cho ổng. Phương pháp mình tập thứ nhất. Phương pháp thứ hai là ăn sáng thì giữ ổng ăn đúng giờ, cho ổng ăn đúng giờ kỳ vậy đó. Còn tối á, là phải ngủ sớm, không được ngủ trễ đó, phải ngủ. Và nếu mà trong giấc ngủ ổng nếu có bệnh, ổng có những cái bệnh lặt vặt kèm theo là cái bao tử, là ăn không ngon, làm sao cho ăn ngon. Đây không phải là ông thèm gì cho ông ăn cái nấy, có nhiều người cấm cái này cái kia, ông thích là cho ông ăn đó, cái bao tử của ông. Còn cái phổi á là luôn giữ ống ngực, luôn có cái áo gì ngủ phải đắp ngực, không đi đâu cũng phải có cái áo thun che lại phổi. Còn cái bao tử rồi cái hồi nãy thêm cái thận, thận là không cho dính tới cái gì tính toán trong gia đình, tính toán này tính kia là giấu ông, cho ông biết là ông ngồi ông suy nghĩ hồi nó ảnh hưởng. Đó là ba cái khuyến cáo. Còn khi tập hôm nay là tập là tập ngừa, nó tức là tăng sức khỏe tất cả các cái cơ thể lên, tất cả các món. Thành ra nó dài là dài, là 3 tháng là dài. Tức là phổi phải mạnh rồi, ruột già phải mạnh, tức là đi cầu phải tốt, ăn uống ngon, làm sao trong vòng 3 tháng cái ông tức là sức khỏe phục hồi lại cả. Tao bệnh tao tính sao, cái ổng tư tư cũng phải khỏe lại là bắt đầu ngon rồi đó, rồi cái bệnh kia nó sẽ lùi. Ông thoải mái, ông ăn sao cho nó có sức khỏe ông thôi, đừng có sợ kiêng kỵ gì hết. Cái khí công nó vậy, để ăn để tồn tại, đúng rồi mới đúng đó, đúng đó, đó. Còn thở khi tập này giai đoạn đầu là nhớ nghe thở càng ít càng tốt, cái môn này nó không có thở nhiều đâu, không có thở như là tạ như tập thể thao nhé. Thở nhẹ nhàng tức là khi thở nói chuyện bình thường à, rồi dần dần bắt đầu nó có thể tạo cái âm thanh khi khi tập, ví dụ nó hơi gầm gầm vậy đó. Khi bắt đầu nó có tiếng gầm là lắm. Con nói thật với thầy biết là tay nào cũng bị phổi, là đang là bị viêm viêm ý, là vừa giờ đi khám ăn sáng nào giờ đến đây là cũng đang uống thuốc rồi. Uống thuốc bây giờ là hôm nay tôi chỉ cái bài chữa bệnh phổi trước, chữa cái bệnh phổi nữa cho cái một của mình. Khi chữa là khỏi uống thuốc nữa, nó hết luôn. Chữa nếu mà đang bệnh phổi thì tại vì tôi gốc của ông là bệnh phổi mà, tôi vừa nãy tôi nói rồi, bệnh gốc ông này là bệnh phổi mà. Ngày trước không uống phổi đâu thầy. Ừ. Ngày trước không có đâu. Nhưng mà cái gốc ổng là từ lúc đẻ ra là cái phổi nó yếu rồi, bây giờ nó quất ổng khi mà về già nó đánh này không thấy, vì bởi vậy cái nó đã tiềm ẩn mới nguy hiểm, cái nào mà nó không có ẩn ra mới ghê đó, hút thuốc đó là hút thế đó. Nhưng mà thì mấy cái ông hút thuốc á, là nó phá phổi mà ổng không, giờ ổng sợ hết á, tại ổng ghiền ngồi thèm quá chịu không có nổi. Nhưng mà tập khí công rồi nghe là không, ổng sẽ không hút thuốc được đâu, nêu không nữa không có nữa, hết cũng không cho, hút cái là nó quất nằm liền đó, nó không. Nhưng mà cái ghiền nó làm ổng xuống sức, ví dụ hồi trước ghiền có cái thỏa mãn chuyện nó phải phẻ ra, với không ví dụ mình thèm cà phê uống đâu được, mà nó không có không được thì nó uống xì xìu đó, đời nó vậy mới khổ chứ. Ví dụ giờ nào mình cũng cà phê được, sáng nay tôi không cho em uống mà mẹ ngó mà không uống được rất chết mẹ luôn, thì cái được cái tinh thần ổng xuống, thành ra ổng yếu cho đó. Bây giờ làm sao ổng sảng khoái ra mà không cần cái không cần thuốc lá thì ổng thay cái gì cho ổng sảng lên là ổng mừng rồi.
hay bởi ông thở đàn không được cũng kêu. Nhưng mà giờ nó có hút thuốc được giống kề đó, ông hút luôn á cũng được, ông cũng khoái lắm, mà mẹ không cho thôi, cho tao chơi liền á, tao nói thiệt, không tiền cho ông một điếu nó cò ọt nghe ông chỗ chơi liền mà thấy khỏe tao chơi liền, nhưng mà bác sĩ nó không cho ông dám thôi, chứ cho ông chơi liền ông hút mẹ một gói liền á. Đó, đấy, đó, 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 thì đó nó vậy đó, thành ra cái đó là cái ghiền khó trị lắm, cái ghiền có khi 40 năm chữa mới hết, cái ghiền mất gì cái ghiền nào, bởi vì người ta nó trong người có một cái tật gì là 10 tới mỗi năm nó giảm 10% là khỏe lắm, nhưng bởi vì cái bệnh nó quánh ông mới sợ, mà tao sợ rồi, hết dám hút, nhưng mà nữa không phải lại coi chừng à, rồi tay kiếm cái bỏ thuốc á, người ta mình nói trước, nếu mà ổng hết rồi thế nào cũng có đó lại, nhưng mà cái bài này tôi chỉ cho ổng là ổng không thể tái diễn, ổng mà hút một cái nó bật ổng liền, tôi chữa mấy người bị phổi rồi, hút cái là nó sốt lên, sốt cao lên phải ngừng, hút vô cái sốt liền là hết giảm. Thì bài hôm nay là bài thứ nhất là bài chữa phổi, bài thứ hai là tăng cường, bây giờ tôi chỉ luôn cho cái nãy em chuyển khoản được không? À, gấp mặt cũng được. Để tôi quay clip. Mà cái sau nó chuyển khoản cũng được vậy, tiện hơn.